Dạ con xin chào cô chú, chào cả nhà. Thì hôm nay là sáng sớm mà con với mẹ tranh thủ lo cho mấy em khỏe mạnh bú xong rồi giờ đưa mấy em yếu đi bệnh viện gấp rồi cô chú ơi. Trời nó nắng nóng quá, mẹ con lấy cái khăn ấm nhúng nước đó, cô chú để lên nắp ba lô để cho nó mát mấy em. Mà không hên cái là trời nắng quá cô chú ơi, mà còn đang kẹt xe nữa, kẹt quá trời kẹt luôn. Trời nắng mà mấy em nó la quá trời là la luôn. Em nó đi, nó chạy nó mệt quá sao ta, đi xa quá không mấy em này, bị bé nó còn bú sữa sữa ngoài á, đi giờ té mẹ giờ té trời ơi chụp vàng luôn. Dạ, 7 đứa mà mẹ vừa đẻ ra mẹ nó chết mất tiêu, xong rồi em nuôi. Ồ, nó đi nó mệt quá, nó vừa đẻ ra là chết luôn hả? Dạ, 2 ngày mẹ không chết, chăm được 2 ngày là mẹ chết. Ồ, đi xa mà tuổi nó uống sữa nó khát nước gì không ta? Nằm im nè. Dạ, con này là bọn này là ăn rồi chứ. Chưa chưa cho ăn còn cho uống sữa đó, giờ về cho ăn được chưa ta? Không cháo sai nhuyễn cho ăn được rồi hả? Dạ, sợ không ăn thôi, đang bệnh không ăn thôi chứ đâu ăn rồi. Nó bú sữa, nó bú sữa. Ồ, con mặt mày cái trên mềm mấy con gái. Ồ, con ui thương nghe. Trời ơi, anh kia anh lên lỡ nó nở cái trời, nhưng mà nóng quá quá trời, kẹt quá, xe kẹt xe nóng quá. Rồi cho cô mượn cái mũi của em nha, em là nặng nhất ta, em này ha, em đưa em mượn nhất á, đưa nhất á, test test em này nè. Ôi chết rồi, ôi cho em mày quá, em đi nóng được, em mày quá trời. Sao ta, cho em uống nước hiện tại xong cái test sau này em lấy cho, để ra ngoài cho nó mát. Nóng quá. Chị cho em bé Long Hải luôn. Là người nhà của bé Long Hải. Bé Long Hải. Bé thì chưa chảy. Bé Long Hải hả? Dạ. Long Hải là bé nào ta? Bé có cái giò. Rồi rồi rồi. Nhưng mà chắc hôm nay con không thăm được rồi. Sao hả? Tại vì bé em này sẽ lây cho nó. Lấy gì? Lây bệnh cho bé. Em sợ nó lây like cho em Long Hải á, để qua bạn khác à, mà sao tiêu chảy à, cho mình chảy lỏng để Long Hải qua bạn khác. Em này cũng tiêu chảy luôn nè, ba đứa này lại tiêu chảy. Tiêu chảy nặng nha, nặng à, tiêu chảy nặng à. Dạ, như vậy phọt em chỉ đút cái và nó đã phọt phân ra rồi. Giờ test hết 3 đứa luôn rồi. Mà ba này nó bị rồi cháu mấy đứa kia. Mấy đứa nó bị rồi, nhà bị hả ta? Đúng rồi, mấy đứa bị rồi, nhà lây á, nếu chị chưa biết người là nguy cơ lây cao lắm. Mấy đứa này chơi chết, mấy đứa lớn chết đó nè. Đó, thấy không? Ừ. Trời, tội nghiệp em dữ ta. Cái này là test carê hay là test nhanh carê và vô luôn á. Dạ. Corona, ba bệnh virus nặng nhất cho chó. Dạ. Ở đây nữa nè. Không, em test một em trước, nếu mà à, một em này bị là nó bị rồi hết luôn á. Em sẽ test hết. Cái này là trong bao lâu mới có? 5 phút ạ. À. Chị để lên đây, chị để lên bàn cho bé, chị đừng để lên đất. Em nó mệt á. Để lát nữa em lấy cho ít nước để test rồi. Cỡ tuổi này là ăn được rồi đó chị. Cái nhà cái sợ nó chưa ăn được. Sợ ăn rồi, mở mắt to rồi mà, mở mắt rồi. Thì mình sợ mà nó cho ăn, nó sợ bụng yếu, mắt em nó bị... Hơi sưng. Hơi sưng vậy. Bé đó là mở mắt cuối cùng.
Ba em này còn ăn không ạ? Còn đang bú, đang bú bình thường. Đang bú luôn ạ? Dạ. Có một em mới chết nên là cũng giống như này đúng không ạ? Tiêu chảy ói. Không, nó không có tiêu chảy. Không có tiêu chảy. Bà đi thôi, bé nó không có tiêu chảy. Mà sốt, sốt cái gì. Em nói là có thể đón về luôn em Long Hải á. Em bữa nay em bớt chưa mà đúng vậy. Chân em không có vấn đề gì nặng đâu cô. Chân em cũng đỡ mà chú. Chứ chị có chảy chút xíu ở cái đầu chân thôi à. Không có sao hết á. Cái nhà mình cho nó cái xe lăn nâng lên là nó hết à. Để nó vô cái xe lăn á là không có bị cả xuống dưới á đúng không? Tại em nó khỏe không có vấn đề gì hết. Thấy em ăn được không? Dạ ăn được. Em được rồi. Thì khá là đường quá rồi, để chị em nước cho em nha. Tươi xong rồi lấy chị. Sao em đi em bà chỉ ta, nhà em tỉnh lắm á. Đường xa mệt. Nắng á. Lại xe. Sao mày chị em. Để lấy nước cho. Em đang phải á, trong ba đứa nó phải nhất á. Đi chạy ghê quá mà. Nhà có hai bé ở tắt riêng ra. Hai đứa không bị, bỏ riêng à. Có hai đứa không bị. Ba đứa nhà không bị. Tổng 7 đứa luôn ha. Nhiệt quá vậy, bài ráng đi con. Nước của em nha. Chưa biết uống nước lần nào nữa chứ. Biết uống được không ta? Còn chưa uống lần nào có biết không ta? Bé này không? Là uống được rồi, tại vì nó lại lớn nhất rồi. Chị cứ sợ đó. Không đứng nổi rồi, mệt quá. Em mệt quá. Mẹ ấy nước chết vô. Đặt cái mèo lên trên nó không nha. Không lo bằng nữa. Chắc uống không? Uống không? Cho em uống nước. Không uống nước. Em uống nước. Uống từ từ, con trai ơi. Em đi hát nữa. Em muốn. Con này 1 ký đúng hả? Ồ, 1 ký đúng. À, hai bé 800 gram với một bé 1 ký.
À, bây giờ là trưa ha, tầm 5 giờ chị. Giờ chắc thì đi đường gì xa em nó mệt không bác? Dạ mệt. Giờ sao ta? Hay đi về nó mệt chết luôn. Tối cho ba lên đó không hả? Có được không? Đi xa lắm ạ. Có nửa tiếng hồ. Chạy nắng non nữa nè. Xe nữa đang đi vào lốp cái gì ướt ướt kia cho nó được không ta? Là được, cái lát nữa em đi cho ít đường á, bơm cho nó. Con thương cái bụng căng đét luôn. Chưa có số lãi hả? Em bớt bệnh sao mà có số lãi. Rồi em tiếp theo. Nè em bắt cái bé này ra vậy mà. Nó yếu rồi. Bé nó yếu quá cả sao không bé? Này con này thì nó yếu quá. Dạ, chắc tại nó đói quá đó, đi xa quá. Sáng mình cho ăn rồi đúng không? Sáng mình cho bú rồi, mà không có giống cho bú no nữa đó. Em chỉ toàn thuốc bổ cho bé thôi à, vitamin đó. Dạ. Có chứ thuốc ỉa không? Nó ỉa chứ đó. Có thuốc ỉa với thuốc bổ nữa đó. Vậy là thuốc ỉa, thuốc bổ hả chị? Thuốc bổ nhiều, vitamin cho nó khỏe. Tái là sao? Là nó nặng hả em? Nhợt nhạt thiếu máu á. Rồi giờ sao ta? Em phải tiếp thuốc bổ cho em không? Chứ rồi. Giờ sao ta? Hay là gửi bé lại không ta? Gửi không chị? Không thì gửi cả ba đứa lại để nó đỡ hơn rồi về. Dạ ba em này là hiện tại đang bệnh nhưng mà đi đường xa do quá xa nên yếu cô chú, giờ không thể đi về kịp nên phải luôn bệnh lại luôn cho bác sĩ theo dõi cô chú ơi. Nhất là em này cô chú, em này nó mệt quá, nó tái luôn rồi. Để lại cho bác sĩ luôn bệnh. Dạ giờ bơm nước đường vô cho bé. Đi nắng như hạ đường huyết. Em kia thì mắt của em nó hơi sưng đó chị. Chị ấy. Dạ em sẽ để ý cái mắt em. Chắc khỏi mua uống rồi. Sao nhỏ hả? Nhỏ ba em này đâu có được. Thì đâu có vừa được. Trời ơi. Xin luôn hả? Từ từ. Ôi trời. Từ từ. Trời ơi, tự mút luôn á. Nhớ vú. Từ từ. Còn em nào ta, em này hả? Đây là em này. Em này cho em này uống thêm nữa nha. Em ấy nhiều từ chối rồi. Từ chối rồi. Em làm biếng quá. Nó mệt á. Mệt á là biếng. Cái đứa này nó bị rồi, nó buồn ra. Cái gì anh xin nó đứng vậy luôn rồi. Ừ. Trời ơi.
chắc nó đợi chị em mình đấy. Dạ, mới con mới điền thông tin để bảo lưu bệnh cho các em. Nói cho mấy em uống nước đường xong giờ nghỉ rồi. Đây là viện phí, giờ đây là cái con với mẹ ứng trước cho các em rồi bao nhiêu là bữa sau mình lên mình trả. Em dạ thì bé Long Hải thì ở đây không cho thăm được tại vì các em cũng đang bệnh sợ lây lại cho bé Long Hải mình vuốt ve rồi chú. Nên là ngày mai bé Long Hải cũng đã khỏe bệnh, ngày mai ta con đón thăm về. Không biết là nó có bị do cái gì đó của tuổi cũ mà nó ngủ chưa mà. Ồ, em này nó có cái sấy lưng nè mà. Nguyên cái sấy nè, thấy không? Nguyên cái sấy lưng nè. Giống như cháu Phú Quốc á. Thú à. Ngủ gì đâu. Ở đây là gửi đây là bác sĩ sẽ cố gắng chăm sóc các em, theo dõi với lại tập cho các em ăn cháo loãng. Rồi sẽ sổ lãi luôn cho mấy em chú. Bụng bự quá trời bụng bự. Dưới đây cũng phát hiện có một em dưới trường. Em này cũng dễ thương lắm thôi chú ơi. Con đâu giống, con không dám đụng. Sao hả? Sao hả? Trời ơi, ba anh vô xếp hàng hết rồi. Vô nằm xếp hàng, trời bụng em này. Ba bụng bự quá quá lớn. Xếp hàng. Dễ thương quá hả? Dạ, dễ thương quá rồi. Rồi vô xếp hàng hết vậy luôn. Vậy là giờ bảo lưu bệnh cho các em, nhờ bác sĩ chăm sóc tận tình với lại sổ dung cho các bé. Nên cô chú yên tâm chỗ này, bé Long Hải cũng ngày mai là ba con sẽ đón em Long Hải về đó cô chú. Dạ, trên đường đi thì cho các bé tới bệnh viện, xong rồi trên đường về thì ghé mua gan phổi cho mấy bé mèo đó, cô chú, cho đi tí muội nữa. Còn đây là mẹ con ghé mua thịt bò nữa. Nghe mua thịt bò về giờ mẹ con nấu cháo cho mình, giờ xay ra hả mẹ? Đúng rồi, xay nhuyễn cho mấy em á ăn á cả nhà. Tại vì mấy bé đó thiếu sữa mẹ nó cũng không có đầy chất dinh dưỡng á, nên là giờ là mấy bé biết ăn rồi mà mình cứ cho bú nữa nó không có đủ chất, nên là mình thấy bác sĩ nói vậy mình đi về cái mình mua thịt bò á vậy giờ nấu cháo xong để nguội xong giờ xay nhuyễn luôn. Bác sĩ kêu nhuyễn cho bé ăn dễ tiêu á, còn bé được rồi cô chú. Bé nó còn nhỏ quá cũng chưa có chín cho ăn rau củ quả nha cả nhà. Thì từ mấy đó, bé nó mạnh mẽ lên. Nãy hỏi bác sĩ kêu khoan cho ăn rau củ quả mà cho ăn cháo loãng với thịt. Đúng rồi. Cái mấy cục vàng. Giờ còn ba mẹ. Á nó mừng mừng vậy. Đây 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 nè. Thôi em mừng kìa, em mừng kìa. Ra đây mừng kìa. Ok á, thích chờ mấy ảnh chưa biết mở cửa. Lúc kìa. Trời ơi cô chú ơi, hồi sáng mẹ con cho uống hộp sổ lãi. Rồi lãi nè, ui sờ quá trời. Trời ơi, con lãi nè cô chú. Lãi nhiều lắm luôn á. Đâu đâu, còn đâu nữa không? Đây nãy nè đó, trong đó đi nè. Cái bụng thì nó bự quá. Đây nữa nè, bên trong có bịch trên nữa nè, dở cái nãy trong cái bịch nữa nè. Trong bịch nữa hả? Dọn đi, dọn luôn đi. Tàn cá, câu em mày sao dọn? Nè nè. Ý, con lãi nè cô chú. Đây nữa nè. Lãi con, lãi cha, lãi mẹ gì. Đó đây nữa nè. Lãi mỏng, lãi em gì có hết. Mà sống á, nó còn nhau nhau á. Dưa, đừng có đâu ra ngoài dưa có. Rồi, hàng chi có bụng, nó bự quá, trời bự luôn à. Còn cho em nè, uống nữa. Dạ, hàng bác sĩ nói là mấy em còn nhỏ vậy mà ho uống sữa bên ngoài cô chú, không phải sữa mẹ thì mấy em dễ bị lãi lắm, với lại cũng dễ bị bệnh lặt vặt hết tại vì nó không có đủ chất dinh dưỡng, không có sức đề kháng bằng sữa mẹ cô chú. Rồi có ba này còn khỏe mạnh lên nhất nè. Rồi đi mẹ ái xong rồi rửa kia lại em bỏ lên cái gì đó.
đứng hai chân vậy hả? Trời ơi, Quy cũng phải hết hồn quá trời. Giờ 5kg. Dạ, con mua cái loại này nè cô chú. Bác sĩ đưa cho con cái loại này nè, cô chú. Cô chú nào mà muốn mua cải ra cho mấy em mà mua cái loại này nè, tại dùng sáng, sáng quá xanh bé nè. Còn một viên vậy là 5kg uống đó, cô chú chia ra. Bé bé này mỗi đứa chắc không được ký luôn. Anh này từ từ chưa biết mẹ cầm đi con sợ mẹ để chén ụp cái mặt nó vô luôn, nó ụp cái tư chân nó vô hết luôn á. Vậy là biết ăn hết rồi. Cháu á, cả nhà cháu mình nấu với thịt bò mình xay nhuyễn hay gì hồ luôn á, để cho mấy em ăn tiêu vậy á. Hàng chi mà do mẹ với con không biết, cứ lo sợ nó chưa ăn. Sợ chưa biết ăn đúng rồi. Chứ tuổi này thì đã ăn được rồi. Ba nó kêu kệ để cho em nó ăn, để nó bú sữa đi chứ. Mà bú nó đúng là ăn vậy nó mới có chất nhiều hơn nè, thịt đồ mình nấu. Thì nãy mình đi chích thì bác sĩ kêu ăn có chất nhiều hơn, tuổi này là nên ăn rồi. Trời ơi, coi ăn kìa, ăn quá trời ăn. Trời ơi, lý kìa, mà đắng đi. Nay đứng dẫn ăn rồi đó. Anh kia sao vậy? Từ từ, anh đang thưởng thức mà. Anh đang thưởng thức hả? Nhưng xong rồi lấy nước cho em nó uống nữa. Lấy cho thứ nước để sẵn, nó ăn rồi là lúc nào cũng để nước sẵn. Không biết, cứ tưởng không biết. Liếm không quen. Từ đang thưởng thức từ từ chứ. Không phải, không biết ăn, có liếm cái dành kìa. Đây nè, giác, còn đâu cũng giác hết, nè. Hồi nãy mấy ảnh chưa biết mà ảnh xếp nó nhào nguyên chân vô luôn. đây, lộn, đừng có lộn xộn, ra đây. Tập ăn này nếp đi mấy đứa. Rồi, tự nhiên ăn hết rồi, ăn của em. Không mất tiêu ăn lâu quá à. Không ăn chậm quá. Cháu mà xay nhuyễn thịt nhuyễn giống như bột em bé nhớ ghé rồi. Sao điểm nhanh một đâu, ngay đâu, một đâu, hai đâu, ba đâu, còn bốn, năm, sáu nằm bệnh viện đâu. cả nhà tới nay còn ba bé, cả nhà còn ba bé kia bị bệnh đó. Tự nhiên ngày hôm qua vẫn bình thường, xong rồi cái bệnh ở trong người á, cái bỏ ăn. Rồi hôm qua có một bé bị yếu xong mà mình cũng lúc đó cũng tối rồi, kia là mình thấy sao bé nó yếu, nó nóng. Sốt á, mình ẩm đi bác sĩ, đi thú y thì bác sĩ nó bé này, với lại có bé, đúng là có bé đó nó cũng yếu từ xưa tới giờ rồi, mà mình cũng ráng mình chăm miết cho nó, cho bữa trước mà mình tưởng bé nó cũng đi rồi đó, nhưng mà mình cứu bé sống lại, ai ngờ tới bữa nay thấy bé chơi với thôi, chứ mà bé ăn nhiều chút xíu là bé yếu dữ lắm. Xong cái sau đây một hôm bé mệt, cái xong rồi mình đưa đi bác sĩ á, bé sốt á, bé sốt á, cái xong mình đưa đi bác sĩ, xong về đây một hôm á, xong rồi sáng ngày ngủ dậy thấy bé mất. Tới vừa tới bệnh viện là bé giật á cô chú, sốt nóng quá giật luôn. Nhưng mà sáng ngày hôm qua là em vẫn còn khỏe mạnh, còn mừng, còn chơi bình thường luôn á. Mà sao tự nhiên tối bị một nó cái nó phát ra nhanh lắm, cả nhà thấy nó khỏe đó là tự nhiên nó làm nó nuôi nó sợ dữ lắm, nó đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên nó bú nó làm gì đó, nó ngó mình cái nó thấy hồn cái gì á.
xong rồi cái để sáng hôm nay con với mẹ đưa em đi bệnh viện gấp mà sáng ngày chưa kịp đưa là xuống là thấy em đã đi. Tính là sáng nay là mình đưa xuống bệnh viện của bé Long Hải nằm ở cả nhà, xong rồi cái dạy thấy bé bắt mất rồi giờ đưa ba đứa kia nó cũng hơi yếu yếu á, đưa đi liền. Sẵn bé tiêu chảy luôn. nó tiêu chảy ba đứa bị tiêu chảy, xong rồi mình đưa đi xuống dưới rồi thấy đi xa nắng nữa rồi cái thấy một bé bị yếu tím nữa, có sao do đường nó sốc lắm cô chú, đường nó hả gì đâu mà nó kẹt xe từ nhà con lên tới chỗ bệnh viện luôn á, nó kẹt đông cứ ngắt luôn, mà trời rất là nắng, mà mẹ con thì nhúng một cái khăn ẩm ướt ướt cô chú đậy ở trên cái nắp ba lô để cho nó mát á, vậy mà đi tới nơi cái khăn nó khô rang luôn, là cô chú biết nắng cỡ nào luôn. Mấy em nó trên đường la quá trời, nó la mỗi lần, cứ mỗi lần nhất là kẹt xe nó nhích cả nhích trời, mấy đứa nhỏ nó la. Tới nơi thì nó nắng nó hầm quá, nó le lưỡi nó thở, có một em thì nó nắng quá nó sốc nhiệt, nó yếu xìu luôn cô chú, tím hết. Xong rồi cái giờ gửi lại mấy em, giờ gửi lại mấy em chăm sóc, nhà bác sĩ chăm sóc rồi sổ lãi rồi với lại cho mấy em ăn cháo, tập cho mấy em ăn luôn á cô chú. Ngày mai ba con bé lo ba đón em Long Hải về cô chú ơi. Đó tập uống à. Ăn là tập nước, mày mới lấy nước suối á. Tội nghiệp em kêu quá cô chú ơi, buồn quá. Nuôi tới chừng này cả tháng là biết bao nhiêu công sức nữa. Canh ngày canh đêm giờ tự nhiên đi chút xíu sốt trở tay không kịp luôn cô chú. Sáng thì rất còn bình thường, chưa bình thường, tự nhiên chiều hôm đó là 9 giờ tự nhiên cái bị cái là không biết đường nào mà cứu luôn. Mà họ gặp hôm qua chúng ngay ngày chủ nhật nữa cô chú, ngày chủ nhật người ta nghỉ sớm lắm không có làm việc, với lại em nó bị nặng quá cũng không có đưa đi xa được, chỉ có đưa chỗ gần nhất cấp bách để ấy cứu em thôi. Buồn quá ha, tự nhiên thiếu hết đứa. Bé đó là mẹ con vừa đặt tên Út Tiêu luôn á. Dễ thương. Dễ thương. Chút xíu mà